Thì theo phân công của ban tổ chức thì hôm nay em xin phép được trình bày cái nội dung mà như cô Lan giới thiệu là cũng đang là trend trong 2 năm vừa qua. Đấy là các cái vấn đề ưu nhược điểm của trách 1 và trách 2 trong điều trị bệnh hen theo hướng dẫn của Gina. Thế phần trình bày của em thì xin phép có hai cái nội dung chính. Chúng ta cùng xem xét những cái cơ sở khoa học cho những cái thay đổi của Gina. Rồi chúng ta tìm hiểu xem trách 1 và trách 2 nó có những cái ưu nhược điểm gì. Rồi từ đó thì chúng ta có một số những cái kết luận. Như thầy Vinh cũng đã trình bày thì chúng ta biết rằng là bệnh hen là một cái bệnh viêm, nó đặc trưng là bệnh viêm mãn tính của đường thở, và do đó thì chúng ta lâu nay chúng ta cũng thấy là chúng ta đang tập trung vào cái vấn đề điều trị cái nền viêm của bệnh hen. Và nhưng chúng ta gặp phải một cái thách thức rất là lớn trong vấn đề điều trị cũng như là quản lý bệnh hen, đấy là gì, là các bác sĩ, rồi quan trọng hơn nữa của chúng ta là các người bệnh, người ta chỉ quan tâm đến vấn đề triệu chứng, các cái đợt kịch phát, rồi các cái thay đổi về chức năng thông khí phổi mà người ta có thể chưa nhận ra được những cái vấn đề còn tiềm tàng ở bên sau, giống như là cái phần chìm của tảng băng. Đấy là những cái vấn đề như tăng phản ứng của phế quản, rồi các cái viêm đường thở cũng như là tái cấu trúc đường thở. Và đây chính thực sự là những cái thách thức trong vấn đề điều trị và quản lý hen hiện nay. Chính vì vậy thì Gina trong nhiều năm qua thì cũng đã đưa ra những cái mục tiêu để hy vọng là chúng ta có những cái kiểm soát hen lâu dài. Bao gồm có những cái đạt kiểm soát hen hiện tại như là kiểm soát triệu chứng, rồi kiểm soát ổn định chức năng phổi, rồi giảm các cái thuốc cắt cơn và ít ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày. Rồi hen cũng đưa ra các mục tiêu để, Gina cũng đưa ra các mục tiêu để giảm các nguy cơ trong tương lai như là giảm đợt kịch phát, giảm các cái tác dụng phụ cũng như là tắc nghẽn các cái luồng khí cố định. Và chúng ta cùng xem xét lại cả một cái quá trình các cái hướng dẫn trong điều trị của Gina từ năm 1995 cho đến nay, thì chúng ta có thể thấy trong những cái hướng dẫn ban đầu từ năm 95 cho tới 2005 thì trong những trường hợp mà điều trị cắt cơn thì chúng ta thấy là SABA, tức là các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn được ưu tiên. Sau đó thì từ năm 2006 các cái hướng dẫn của Gina thì chúng ta lại thấy có những cái thuốc ở SABA và những cái khuyến cáo sử dụng ICF formoterone để sử dụng làm cắt cơn. Rồi gần đây các cái hướng dẫn của Gina năm 2019 và 2020 thì dựa vào những cái bằng chứng từ những cái nghiên cứu lớn thì người ta lại thấy rằng là ICF formoterone là những cái thuốc cắt cơn ưu tiên. Và cho đến 2 năm trở lại đây, từ Gina 2021 và Gina 2022 thì chúng ta thấy người ta đang khuyến cáo chúng ta có hai cái lựa chọn, chúng ta gọi là trách 1 và trách 2. Trong đó thì cái trách 1 được xem như là một cái lựa chọn ưu tiên và trách thứ 2 là một cái lựa chọn thay thế. Thì chúng ta cùng xem các cái khuyến cáo của Gina, tức là ở đây bây giờ chúng ta quan tâm đến cái vấn đề cá thể hóa điều trị. Vậy thì như thầy Vinh cũng đã trình bày, tức là trước khi mà chúng ta quyết định một cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ phải có những cái đánh giá hết sức là chi tiết về người bệnh, từ khẳng định chẩn đoán có thực sự là hen hay không, rồi mức độ kiểm soát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ của người bệnh như thế nào, bao gồm cả các chức năng thông khí phổi, rồi là chúng ta quan tâm đến các bệnh lý đồng mắc của người bệnh, và chúng ta quan tâm đến các kỹ thuật sử dụng dụng cụ phân phối thuốc cũng như là cái khả năng tuân thủ điều trị của người bệnh, và chúng ta cũng quan tâm tới cả cái mục tiêu cũng như là sự yêu thích của người bệnh. Rồi chúng ta cũng có những cái đánh giá điều chỉnh điều trị trong các cái từng trách một, thì chúng ta cũng có thể có những cái nâng bậc giảm bậc theo cái mức độ kiểm soát của hen. Rồi chúng ta cũng có những cái chiến lược điều trị không dùng thuốc, rồi chúng ta cũng có những kế hoạch giáo dục huấn luyện các cái kỹ năng cho người bệnh để người ta thực hiện các cái động tác phối hợp các cái thuốc điều trị một cách tốt nhất. Rồi chúng ta cũng điều trị các yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được. Và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá đáp ứng, bao gồm đánh giá triệu chứng, điều trị đánh giá các cái đợt kịch phát, các cái biến cố ngoại ý, rồi chức năng phổi, và hơn nữa đấy là cái sự hài lòng của người bệnh. Và Gina cũng nói rằng là điều trị hen thì không phải chỉ là dùng thuốc, và chúng ta cũng không có một cái công thức nào đấy mặc định cho tất cả các bệnh nhân hen. Và từ đó thì chúng ta thấy cái vấn đề cá thể hóa ngày càng trở nên rõ hơn trong các cái khuyến cáo của hen. Thì ở đây chúng ta thấy trong các khuyến cáo từ 2021, 2022 thì người ta chia các cái lựa chọn điều trị hen thành hai trách. Trách thứ nhất là việc sử dụng thuốc kiểm soát và các thuốc cắt cơn ưu tiên là ICF formoterone. Chúng ta có thể thấy trên cái
Đấy, dãy phía trên này thì tất cả các cái bậc điều trị của hen đều thấy có sự xuất hiện của ICS phosphoterol từ bậc 1, bậc 2, tức là hen nhẹ người ta sử dụng ICS phosphoterol liều thấp, rồi bậc 3 thì tôi xin lỗi khi cần bậc 3 thì chúng ta sử dụng ICS phosphoterol duy trì liều thấp, với bậc 4 thì có thể là ICS phosphoterol duy trì liều trung bình, và chúng ta đối với hen bậc 5 thì có thể thêm các thuốc kháng cholinergic tác dụng kéo dài để đánh giá kiểu hình và các cái liều cao của ICS phosphoterol. Thế còn cái trách thứ hai tức là chúng ta vẫn kiểm soát và chúng ta có một thuốc cắt cơn thay thế, đấy là SABA. Và chúng ta thấy ở đây đối với hen bậc 1 thì người ta sẽ khuyến cáo chúng ta là dùng ICS phô cùng với cả SABA khi có cái cơn hen. Rồi đối với hen bậc 2 thì chúng ta có dùng ICS duy trì, và bậc 3 thì ICS LABA duy trì liều thấp, bậc 4 là ICS LABA duy trì liều trung bình, và bậc 5 thì cũng là thêm LAMA rồi đánh giá kiểu hình và các cái ICS LABA liều cao. Thì đây là một cái tổng quan về hai cái trách trong các cái khuyến cáo của hen hiện nay. Vậy thì cái cơ sở khoa học nào mà để cho Gina lại đưa ra những cái khuyến cáo với chúng ta như vậy? Thì chúng ta cùng nhìn lại các cái thực trạng điều trị hen hiện nay. Các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đang ghi nhận có một cái thực trạng mà chúng ta sử dụng quá mức SABA trên lâm sàng. Một cái nghiên cứu là nghiên cứu Sabina, nghiên cứu ở rất nhiều quốc gia trên thế giới thì người ta ghi nhận có rất nhiều các cái bệnh nhân sử dụng quá mức SABA trên lâm sàng tới vài chục phần trăm. Thế ở Việt Nam chúng ta thì qua các cái nghiên cứu của các thầy các cô trong cũng là rất là uy tín trong ngành hô hấp thì chúng ta thấy rằng là có tới 35% bệnh nhân được chỉ định hơn 3 toa thuốc có SABA trên một năm, và có tới 68% bệnh nhân hen người ta tự đi mua sử dụng cái SABA hơn 3 bình trong cái năm vừa qua. Và gần đây thì trong cái thực trạng kiểm soát hen theo khuyến cáo của Gina trong một cái chương trình Vì Lá Phổi Khỏe thì các thầy cô cũng đã nghiên cứu và thấy rằng là có tỷ lệ có tới 26,7% bệnh nhân sử dụng SABA đơn trị trong điều trị hen. Nhưng chúng ta biết rằng bệnh hen là bệnh viêm. Chính vì vậy, SABA thì không kiểm soát được nền viêm, và việc sử dụng thường xuyên và quá mức các cái SABA này thì nó sẽ có rất nhiều những nguy cơ khác nhau. Nó làm giảm các cái lượng thụ thể beta, làm giảm tác dụng bảo vệ của phế quản, rồi giảm các cái đáp ứng của phế quản. Đồng thời nó cũng làm tăng các phản ứng quá mức của đường thở, tăng đáp ứng dị ứng và tăng viêm các đường thở theo kiểu tăng eosinophil. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng từ hơn 3 bình SABA trên một năm thì nó có thể làm gia tăng cái nguy cơ các cái đợt kịch phát hen nặng, và sử dụng từ hơn 12 bình SABA trên một năm thì có thể làm gia tăng nguy cơ tử vong. Và người ta cũng thấy rằng là cái việc bệnh hen ấy, thì người bệnh người ta kém tuân thủ với điều trị. Có những nghiên cứu người ta ghi nhận rằng có tới 90% bệnh nhân muốn liệu pháp điều trị có thể giảm triệu chứng một cách ngay lập tức. Người bệnh hen người ta thấy là đang khó thở, xịt cái thuốc SABA vào, thấy các triệu chứng nó cải thiện ngay, dễ chịu. Cho nên người ta thấy mong muốn của người ta là muốn triệu chứng nó cải thiện ngay lập tức. Và cũng có tới 39% bệnh nhân thì người ta tin rằng không cần dùng thuốc mỗi ngày khi mà họ thấy các cái sinh hoạt của người ta hoàn toàn bình thường. Và một cái nghiên cứu là nghiên cứu release, là nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị duy trì tại châu Á, thì cũng chỉ có thấy 14% bệnh nhân sử dụng các cái thuốc kiểm soát hen duy trì hàng ngày. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái việc tuân thủ với việc điều trị duy trì ở bệnh nhân hen là rất ít, rất kém. Và chúng ta cũng thấy rằng là ở những bệnh nhân được xem như là hen nhẹ, tức là hen bậc 1, bậc 2, nhưng người ta vẫn phải đối mặt với các cái nguy cơ hết sức là nghiêm trọng. Các nghiên cứu ghi nhận thấy là có tới 13 đến 37% bệnh nhân hen có những cái đợt kịch phát. Rồi có tới 16% bệnh nhân hen có những cái bị đe dọa tính mạng, và có tới 15 đến 20% bệnh nhân hen nhẹ vẫn có nguy cơ tử vong. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả là hen nhẹ thì chúng ta vẫn thấy người bệnh có những cái nguy cơ hết sức là nghiêm trọng có thể xảy ra. Chính vì vậy thì trong nhiều năm qua, Gina cũng đã cố gắng tìm kiếm các cái giải pháp để làm sao
giúp cải thiện cái vấn đề quản lý bệnh hen. Và người ta nhận thấy rằng cần phải có một cái sự thay đổi trong mô hình quản lý hen để giải quyết những cái nghịch lý của cái việc mà chúng ta sử dụng Saba. Và chúng ta cũng cần phải cân nhắc thay thế các cái thuốc cơn Saba bằng việc sử dụng ICS Lava trong các cái, tất cả các cái mức độ nặng của hen. Thế thì trong những năm qua, với những cái kết quả từ những nghiên cứu lớn như là nghiên cứu Sigma 1, nghiên cứu Sigma 2 hay là những nghiên cứu đời thực như là Novostat và nghiên cứu Practical, thì Gina 2019 đã không khuyến cáo chúng ta sử dụng Saba đơn trị. Rồi từ năm 2020 thì cũng đã có những cái bằng chứng ủng hộ khuyến cáo 2019 trên đối tượng hen nhẹ. Và đến nay Gina 2021 và 22 thì được xem Gina khuyến cáo chúng ta xem rằng ICS Formoterol là cái thuốc cắt cơn ưu tiên. Thì đấy là cái nội dung thứ nhất mà tôi muốn khái quát lại một số những cái cơ sở khoa học cho những cái thay đổi trong hướng dẫn của Gina. Và chúng ta sang cái nội dung thứ hai, có thể xem đây là ưu nhược điểm, nhưng cũng có thể xem đây chính là những cái bằng chứng mà tại sao Gina lại khuyến cáo chúng ta có những cái thay đổi như vậy. Đầu tiên chúng ta cùng quay lại cái trách 1 đó. Thì chúng ta thấy ở đây Gina nói rằng trách 1 là cái lựa chọn ưu tiên cho các bệnh nhân mà tuân thủ kém với liệu pháp chứa ICS hàng ngày, kể cả khi triệu chứng không thường xuyên xuất hiện. Và người ta có những cái bằng chứng cho thấy nó giúp giúp giảm được cái nguy cơ xảy ra các đợt kịch phát, cũng như là những cái khả năng nhu cầu sử dụng đến các cái corticoid đường uống. Và bệnh nhân ở bất cứ một cái bậc điều trị nào khi có triệu chứng hen thì chúng ta cũng có thể sử dụng liều thấp ICS formoterol để giảm triệu chứng. Và đối với hen từ bậc 3 cho tới bậc 5 thì bệnh nhân cũng có thể sử dụng ICS formoterol như là một cái thuốc điều trị kiểm soát hàng ngày. Như vậy thì cùng một cái dụng cụ thôi, chúng ta cùng một cái dụng cụ mà chứa ICS formoterol thì chúng ta vừa có thể mang lại cái điều trị kiểm soát và vừa có thể điều trị triệu chứng nếu xuất hiện những cái cơn khó thở của hen. Và cái cơ sở cho người ta khuyến cáo như vậy thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cái nghiên cứu, trong đó thì ở đây chúng tôi thấy có một cái tổng kết từ hơn 9.500 bệnh nhân. Người ta thấy rằng việc sử dụng ICS formoterol khi cần thì nó cũng giúp giảm đến từ 60 đến 64% nguy cơ các cái đợt kịch phát nặng. Đấy là kết quả từ nghiên cứu Sigma và nghiên cứu Novostat so với việc sử dụng Saba khi cần. Thế còn so với việc sử dụng liều thấp ICS duy trì kết hợp với cả Saba khi cần thì ICS formoterol nó cũng làm giảm nguy cơ các cái đợt kịch phát nặng tương đương và thấp hơn trong nghiên cứu Sigma 1, Sigma 2 và thấp hơn trong Novostat và Practical. Và trong những cái phân tích cộng gộp từ tất cả các cái thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, người ta cũng thấy rằng với việc sử dụng ICS formoterol khi cần ấy, thì cũng có thể giảm tới 55% đợt kịch phát so với nặng so với cả Saba đơn trị, và nó cũng giảm nguy cơ đợt kịch phát nặng tương đương với việc sử dụng ICS duy trì kết hợp với cả Saba khi cần. Và trong thăm khám cấp cứu hoặc nhập viện thì việc sử dụng ICS formoterol khi cần nó cũng giúp làm giảm tới 65% so với việc sử dụng Saba đơn trị và 37% so với ICS duy trì kết hợp với Saba khi cần. Đấy là kết quả từ các cái phân tích cộng gộp. Và các cái phân tích theo nhóm điều trị trước đó thì đối với bệnh nhân sử dụng Saba đơn trị tại cái thời điểm trước nghiên cứu thì ở cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị với ICS formoterol khi cần, nó cũng giúp giảm các cái đợt kịch phát tốt hơn so với nhóm sử dụng ICS duy trì kết hợp với cả Saba khi cần. Thế còn đối với việc điều trị duy trì và cắt cơn trong cái liệu pháp mạt ở hen bậc 3 cho tới bậc 5 thì người ta cũng thấy rằng liệu pháp điều trị cắt cơn trong cùng một ống hít nó với ICS và formoterol cắt cơn nó cũng giúp giảm nguy cơ đợt kịch phát nặng so với các cái liệu pháp mà Saba là thuốc cắt cơn. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy có thêm những cái bằng chứng để cho thấy được rằng cái lợi ích của cái liệu pháp gọi là liệu pháp mạt so với liệu pháp truyền thống trước đây, dựa trên một cái dữ liệu rất lớn, hơn 22.000 bệnh nhân hen có nguy cơ kịch phát điều trị với liệu pháp duy trì và giảm triệu chứng với ICS formoterol duy trì và liều thấp cắt cơn. Thì người ta thấy rằng khi so sánh liệu pháp mạt
với cùng mức liều ICS-LABA hay là liều cao hơn của ICS-LABA thì chúng ta đều thấy cái ưu thế nghiêng về cái liệu pháp mạt. Và các cái nghiên cứu nhãn mở trên một cái dân số lớn như vậy thì cho thấy rằng là cái liệu pháp mạt thì cũng giúp giảm tới 18% các cái đợt kích phát và cải thiện triệu chứng với cái mức tiêu thụ sử dụng liều ICS thấp hơn so với các liệu pháp truyền thống. Và ở trong các cái nghiên cứu khi mà so sánh cái tác dụng giảm đợt kích phát nặng ở tất cả các mức độ nặng của hen, kể cả hen nhẹ rồi hen trung bình và nặng, thì người ta cũng thấy có những cái ưu điểm việc sử dụng budesonide formoterone so với các cái cách thức điều trị khác. Và chúng ta cũng thấy với những cái lượng ICS thấp hơn so với các cái liệu pháp điều trị khác. Và cái lợi ích của việc sử dụng một cái dụng cụ hít để vừa điều trị duy trì và vừa điều trị triệu chứng thì qua rất nhiều các cái nghiên cứu được phân tích tổng hợp lại thì người ta cũng thấy rằng ở bệnh nhân hen, việc sử dụng một dụng cụ hít sẽ giúp cải thiện các kết cục lâm sàng và làm giảm các cái chăm sóc y tế so với các phác đồ mà chúng ta sử dụng nhiều các dụng cụ hít. Nhìn chung thì với việc quản lý hen với một ống hít budesonide formoterone trên hen nhẹ thì chúng ta có thể thấy khi so với SABA khi cần hay là ICS liều thấp kết hợp với SABA khi cần thì nó cũng giúp loại bỏ nguy cơ dùng SABA đơn thuần, giúp kiểm soát hen tương đương, giúp giảm đợt kịch phát tương đương hoặc tốt hơn và sử dụng ICS ít hơn. Thế còn đối với quản lý hen với một ống với budesonide formoterone trên hen trung bình và nặng, khi so sánh với ICS liều cao kết hợp với SABA khi cần hay là ICS dùng liều cùng liều với LABA cộng với SABA khi cần hay ICS liều cao LABA và SABA khi cần thì người ta cũng thấy rằng nó loại bỏ nguy cơ dùng SABA đơn thuần cũng như giảm đợt kỳ phát tốt hơn, kiểm soát hen tương đương và ít sử dụng ICS hơn. Thì đấy là những cái lợi điểm để mà Gina khuyến cáo chúng ta đưa ra các cái check 1 được xem là một cái check lựa chọn ưu tiên trong điều trị quản lý bệnh hen. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang check thứ 2. Đây được xem là một cái lựa chọn thay thế cho bệnh nhân hen. Nếu check 1 chúng ta không thể hoặc người bệnh không ưa thích cái cách sử dụng này. Trong trường hợp là bệnh nhân không có cái đợt kịch phát trong điều trị hiện tại. Chúng ta có thể thấy ở đây ở bậc 1 thì chúng ta sử dụng SABA và liều thấp ICS cùng nhau để giảm triệu chứng trong một ống hít. Hoặc là ICS dùng ngay sau khi sử dụng SABA. Ở bậc 2 đến bậc 5 thì điều trị thuốc kiểm soát có chứa ICS hàng ngày và sử dụng SABA để giảm triệu chứng. Và tại sao thì Gina lại khuyến cáo chúng ta vẫn đưa vào một cái check 2 để làm một cái lựa chọn thay thế khi mà người ta cũng đã xem xét rất nhiều những cái bằng chứng từ các cái nghiên cứu lớn. Và đây là cái kết quả của một cái nghiên cứu là nghiên cứu Sigma 1. Chúng ta thấy đối với hen nhẹ thì chúng ta vẫn thấy vai trò của ICS. Đối với ICS liều duy trì thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây cái đường màu xanh ở trên thì nó giúp kiểm soát hen tốt hơn so với việc sử dụng ICS formoterone khi cần. Như vậy thì chúng ta vẫn thấy là ICS duy trì nó vẫn có một cái hiệu quả và có một cái lợi điểm nào đó. Và đối với bệnh nhân hen nhẹ, người ta cũng thấy rằng ICS liều cố định duy trì thì nó cũng giúp cải thiện cái FMV1 tốt hơn so với ICS formoterone khi cần trong nghiên cứu Sigma 2. Và một cái nghiên cứu là nghiên cứu Gold, người ta cũng thấy rằng việc sử dụng cố định một cái liều ICS LABA thì cho phép đa số bệnh nhân đạt được kiểm soát hen tốt hơn là so với chỉ dùng ICS đơn thuần. Và liều cố định thì cũng giúp kiểm soát hen tốt hơn với việc dùng khi cần ở những bệnh hen ở mức độ trung bình. Như vậy thì qua các nghiên cứu người ta vẫn thấy có những cái lợi điểm của việc là chúng ta dùng duy trì bằng ICS hàng ngày, có thể là ICS đơn thuần với hen bậc 2 hay là ICS phối hợp LABA với các cái liều khác nhau trong hen bậc 3, bậc 4, bậc 5. Và người ta vẫn thấy rằng là cái vai trò của cái check 2 trong cái điều trị quản lý hen nó cũng mang lại những cái hiệu quả trong thực hành lâm sàng. Rồi người ta cũng thấy rằng là nếu mà một bệnh nhân đang kiểm soát hen tốt mà lại ngưng ICS thì qua các phân tích cộng gộp người ta cũng thấy rằng là gì, nếu ngưng ICS thì sẽ làm tăng cái nguy cơ xảy ra đợt cấp cũng như là sụt giảm FMV1
Như vậy thì chúng ta có một cái câu hỏi rất là quan tâm, đấy là khi nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái check 2 này. Thì chúng ta sẽ cần phải có những cái đánh giá việc sử dụng STAR3 của người bệnh, khả năng tuân thủ điều trị của người bệnh, cũng như là sự yêu thích sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc của người bệnh, đánh giá cái hiệu quả cũng như liệu pháp của ICS LABA kết hợp với STAR3, rồi chúng ta phải đánh giá được các cái tiền sử, các cái đợt kịch phát của người bệnh. Và trong các cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam đưa ra năm 2021, thì trước khi bắt đầu điều trị kiểm soát với check 2 thì chúng ta cũng, các thầy cô cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn để chúng ta thực hiện, đấy là lưu lại các bằng chứng để chẩn đoán hen, ghi lại mức kiểm soát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ của người bệnh bao gồm chức năng phổi, xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điều trị bao gồm cả khả năng tuân thủ thuốc kiểm soát nếu cắt cơn bằng STAR3, và chúng ta đảm bảo rằng người bệnh có thể sử dụng thuốc hít đúng kỹ thuật, sắp xếp một cái lịch hẹn để cho lần tái khám chúng ta đánh giá người bệnh. Và sau khi bắt đầu điều trị kiểm soát thì chúng ta đánh giá đáp ứng của người bệnh sau khoảng 2 đến 3 tháng hoặc sớm hơn tùy vào mức độ cấp thiết trên lâm sàng. Rồi chúng ta xem xét việc điều chỉnh tiếp theo tất cả các cái vấn đề xử trí then chốt khác, rồi hạ bậc điều trị khi việc kiểm soát hen được duy trì tốt trong 3 tháng, và chúng ta đánh giá việc sử dụng thuốc cắt cơn STAR3 mỗi lần tái khám để tránh cái tình trạng bệnh nhân sử dụng quá mức STAR3. Và trong thực hành lâm sàng thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi giữa các liệu pháp điều trị. Chúng ta ngoài việc tăng giảm bậc trong điều trị của mỗi trách thì chúng ta có thể chuyển đổi giữa hai trách tùy thuộc vào nhu cầu cũng như là sự yêu thích của người bệnh. Khi mà chúng ta dùng trách 1, chúng ta thấy bệnh nhân lại tuân thủ tốt đó, thì chúng ta cũng phải xem xét là đối với những bệnh nhân mà tuân thủ tốt như vậy, điều trị duy trì thì chúng ta cũng có thể cân nhắc. Nếu người bệnh người ta yêu thích cái việc sử dụng check 2 thì chúng ta có thể chuyển đổi sang check 2 và ngược lại. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể chuyển đổi giữa các liệu pháp điều trị trong thực hành lâm sàng. Và một cái điểm cuối cùng mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng trong việc mà trong thực hành lâm sàng để chúng ta lựa chọn một cái biện pháp điều trị nào đó cho một bệnh nhân hen, thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề chi phí điều trị. Chúng ta biết rằng là gì, là hen càng nặng thì cái chi phí điều trị càng nhiều, và cái hen mà có nhiều các đợt kịch phát nặng thì đương nhiên là nó sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với hen không có các đợt kịch phát. Và qua những nghiên cứu kể cả ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới thì chúng ta cũng đang thấy với việc sử dụng budesonide formoterol, tức là ở check 1, có vẻ như là cái chi phí điều trị nó ít hơn so với các cái lựa chọn điều trị khác. Thì trên đấy là một số những cái phần trình bày của tôi. Và để kết lại thì tôi xin tóm tắt lại việc điều trị hen theo hướng dẫn của Gina. Thì chúng ta với việc lựa chọn thuốc cắt cơn trong điều trị bậc 1 đến bậc 5 thì chúng ta cần phải dựa vào bằng chứng và kết cục điều trị, và chúng ta quan tâm đến nhu cầu và sự yêu thích của bệnh nhân. Có hai trách để lựa chọn. Trách 1 thì chúng được xem là một cái lựa chọn ưu tiên với việc sử dụng ICS liều thấp formoterol là thuốc giảm triệu chứng. Thế còn trách 2 là lựa chọn thay thế với việc sử dụng STAR3 là thuốc giảm triệu chứng. Và chúng ta có thể chuyển đổi hai trách trong cái vấn đề thực hành lâm sàng để làm sao người bệnh người ta có thể thực hiện quản lý hen một cách tốt nhất. Phần trình bày của tôi thì xin được kết thúc tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô cùng quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin được trân trọng.